Hello anh em nhé, nay mình tập một quân Cro không dây, cài áo VL V72L. Quân này giá tầm trung khoảng bao nhiêu? 750 thì đấy, tầm như vậy, tùy từng số bán các bạn. Nay mình thì khui con này xem. Mình nghe trên mạng này mọi người giới thiệu cũng được lắm. Phần thu âm và lọc nhiều đây là cái gì đấy, quên là cái một nha. Đây là đầu nối bên đầu nối với USB đấy. Đây là đầu thu này chắc là mình một đầu thu đầu đầu xem nữa. Còn đây là chắc là mic mic các bạn. Đây cũng được đấy, mic này kẹp mic và nó có cái bông, có cả bông lọc luôn, bông lọc âm thanh luôn. Okay. Dây sạc, cục sạc, dây sạc với dây sạc này qua hai đầu luôn. Cái nào chắc là sạc một lúc được hai cái luôn, sạc một lúc hai cái luôn mọi người. Sạc còn đây là đây chắc là đầu nối tai nghe hay là mic gì đấy thôi. Xem trong này còn gì? Một phiếu bảo hành 3 tháng. Cái này mình mua được, mình mua trên Shopee nhé các bạn. Bảo hành 3 tháng. Đây là chắc là xuất xứ dẫn thôi. Xuất xứ đấy mọi người. Chút xíu đó mình thử kết nối hai con này xem một xíu nhá. Xong mình kết nối hai con này xem nó thế nào. Đầu on à. On thế này là bật. Mình kết nối xem. À thôi, bây giờ kết nối thẳng với cái này luôn này. Bật lên cái xong kết nối thẳng với mic cho xem các bạn. Mọi người thử ghi âm thanh của nó luôn nha. Cho mình kết nối rồi. Cắm trực tiếp cho cái máy quay này này. Nó là một cái điện thoại thôi, không phải máy quay đâu. Xin chào các bạn, alo, đây là âm thanh của mic thu âm không dây, mic không dây P12L, con này rơi tầm giá khoảng 700-800 gì đấy, tùy nhé các bạn, 700-800 nghìn một con. Nhưng mình nghe nói mọi người giới thiệu trên mạng nghe cũng được lắm. Mọi người thấy âm thanh là để mình đi xa 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 tầm vài mét thôi nha. Alo, chào các bạn nha. Mình tăng âm lên xem. Đây là tiếng nói của mic thu. Bạn nghe rõ không? Đây là giọng của mic luôn, như là nó có phần là nó có phần lọc âm nhiều hay sao đó mọi người. Đây cài vào đây nó nói luôn. Mình cũng đang tập làm video thôi mọi người. Đây là cái này chắc là cắm cắm bên này đúng không? Đúng rồi, chỉ cắm bên này chắc là còn một cái là muốn nối tiếp rồi. Cái này là có một số điện thoại thì bị cái này chắc còn sắp cắm cho một số cái máy ảnh đấy. Này chắc mình cắm cái này cũng được, cũng vào một tai nghe rồi.
Thế mà có hát không? Đấy. Sao nghe gì đó? Kết nối tai nghe được mà. À, kia mình ta bật vào Bluetooth cơ, kết nối máy kia rồi. Nghe. Con này là đầu đầu này chắc là đầu nối, có một số cái này có một số máy hệ điều hành Android rồi nó dùng bằng cái đầu lớn, cổng này là đầu gì đấy nhưng mà nó lớn như thế này, nó là đầu này chắc là đầu nối thế này, một số cổng lớn như thế này nối vào thế này sao mọi người. Chắc là cái âm chẳng cần đâu, sạc này mình có thể dùng cục sạc sạc thường, cục sạc điện thoại của mình cũng được, mà số này mình có thể dùng là cục sạc bình thường của mình là được, không ngờ đấy nó cũng đầu Samsung bằng nhau. Số cái giấy hướng dẫn này, đây là giấy hướng dẫn nha mọi người, hướng dẫn mình kết nối đấy cái đầu. À, còn một cái đầu U nữa. Cái này ở đâu mà thiếu một đầu? Thiếu một đầu biết đầu nào đâu? Thì cái đầu này mình mua cái mà nó đủ bộ luôn mà sao mà lại thiếu một đầu ta? Bán đều cho mình rồi, mình mua bộ lớn luôn mà. Thiếu một đầu nay mình đi kiểm tra đấy, hay là rơi đâu ta, đầu này còn một cái đầu hơi cong cong nữa. Các bạn người thấy mình thu âm thế nào đấy, tay mình chân đây, chào mọi người nhá, cho một số bộ.